Hi, Sang chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của Sang. Thì buổi chiều hôm nay mọi người giờ này tầm khoảng gần 3 giờ á, Sang với mọi người sẽ đi vòng mấy cái ao hoang mọi người để kiếm cá nha. Thì mới nay Sang có đi vòng rồi thì Sang thấy cái ao này nè. Cái ao này thì để Sang quay cho mọi người xem. Ao này thì ngày xưa người ta nuôi tôm, nhưng mà bây giờ người ta không có nuôi nữa, nên là cái ao nước này đang mương á. Cái con mương thì ở bên kế này, kế cái đám thanh long. Thì khi mà mùa mưa tới á, thì nước nó sẽ chạy vô đây và nó dự trữ trong đây nha, để cho một số người ta dùng khi cần thiết vào mùa hạn á mọi người. Đó, nên là cái ao này thì cá thì cũng không biết là nó có dày hay là nhiều hay ít hay không nữa. Sang với mọi người sẽ thả, bây giờ sẽ thả lưới xuống thử để mình coi thử là có cá không nha. Đó, Sang thấy có cá tắp móng đó, nhưng mà không biết là bự hay nhỏ thôi. Nãy giờ là Sang với mọi người đã thả hết cái tay lưới cũng khá là dài mọi người, thả ra rồi bây giờ mình đã ban rồi. Thì bước cuối cùng nữa là Sang với mọi người sẽ vào ở trong cái cánh quạt motor kìa. Sang nghĩ thì trưa nắng á mọi người, cá nó hay núp vào trong chỗ nào mát mát là nó núp thôi. Đó, bây giờ mình vào trong đó mình đuổi cá ra, rồi nữa mình dỡ lưới lên thử coi thử là nó có dính không nha mọi người. Sang với mọi người sẽ đi thăm thử nha. Đó, mình thăm thử một lượt rồi mình gỡ luôn một lượt mọi người. Cá này gọi là cá li thi nè. Ở quê Sang gọi là li thi, nhưng mà dính con toàn con bự bự không mọi người. Đó, bây giờ mình đi thăm thử một lượt. Không biết là có cá bự không, thăm hết tay lưới này có cá bự không đây. Ủa, tiếp tục là cá sắc lát nè. Ui, cá rô mọi người. Rô gai. Nhìn, ui, nhìn đã thế. Đấy, được một cá rô gai. Này, tiếp tục xác lát. Sang với mọi người sẽ đi thăm một lần rồi mình gỡ luôn nha. Mọi người coi, cá xác lát mà nó dính nè mọi người. Đặt lưới luôn. Đó, mình đi thăm một vòng rồi xí mình gỡ luôn nha. Chiều hôm nay mọi người Sang thấy hơi rảnh á, nên là Sang đi quay một số cái cây cho mọi người xem cho nó đẹp luôn nè. Đó, ở đây thì ở trên đây là một cái keo nha. Bây giờ Sang quay gần cảnh cho mọi người xem nè. Đây là mắt keo nè mọi người. Ở một số chỗ thì người ta gọi đây là cái trái me nước. Ngoài ra thì còn có cái trái me thường nữa, nên mà người ta gọi đây là trái me nước nè. Đó, Sang quay cho mọi người xem nha. Keo này là cái cây keo ngọt nè mọi người nè. Đó, Sang đã ăn thử rồi, ngọt lắm. Mắt này đã. Ngày xưa thì Sang hay hái mấy cái này ăn lắm. Bây giờ để Sang hái thử cho mọi người ăn nha. Đây, đặt mắt này đi. Sang ăn thử cho mọi người xem. Ở quê Sang hay đi hái keo ăn miếng không? Ngon lắm. Ngọt dễ sợ luôn mọi người. Đã lắm. Bây giờ Sang sẽ đi giới thiệu cho mọi người cái cây tiếp theo nha. Ở bên kia thì Sang thấy có một cái dây hoa đậu biếc à. Chắc có nhiều bạn cũng chưa thấy hoa đậu biếc đâu. Ở qua Sang thì nó mọc tùm lum hết nha. Nên là Sang dẫn mọi người qua hái vài trái hoa đậu biếc luôn. Đây là hoa đậu biếc nè mọi người. Ở qua Sang thì nó mọc đầy hàng rào luôn. Đó. Cái trái nó thì nó nhỏ nhỏ. Có thể là xíu nữa nếu thấy thì Sang quay cho mọi người xem. Đó, nó mọc nhiều lắm. Cái hoa này thì mình về mình đổ xô xa cũng được nè. Hoặc là mình quậy nước uống ở trong mấy cái quán mà người ta quậy cái nước mà ra màu tím tím xanh xanh đó mọi người. Đó, đẹp lắm, hoa này đẹp lắm. Đó, Sang bình thường thì Sang vẫn hái một ít hay về vẩy nước cho mấy đứa uống, hoặc là nhà Sang mà có công chuyện á hái về đổ xô xoa ăn mọi người, ngon lắm. Đó, bên kia Sang cũng thấy một số cái dây ổ bát à. Sang qua Sang review công dụng của nó cho mọi người xem nha. Đây là dây ổ bát nè mọi người. Cái đọt ổ bát này thì mình hái về mình nấu canh với thịt ăn là cực kỳ ngon luôn mọi người ơi. Đó, chắc bây giờ Sang sẽ hái một ít nè để về cho mẹ Sang nấu canh ăn luôn. Rồi nãy giờ Sang hái được một nắm rồi nè, bây giờ mình về thả vô trong cái nồi thôi.
đây là con gà ở trên cây mà tối nay Sang sẽ bắt này mọi người. Đó, cái con đó đó. Tại vì bắt cho ngày mai làm công chuyện đó mọi người. Đó, tối nay thì sẽ là một màn bắt gà đêm ở trên cây này luôn. Leo lên cây để bắt nó nha. Đó, bây giờ đang ngầu canh để coi thử là nó ngủ ở vị trí nào để tối mình bắt. Còn đây là cái tụi gà mà chiều chiều á thì nó hay lên cây này nó ngủ nè mọi người. Gà thì nó gà ở nhà Sang á thì nó thích lên cây mi này ngủ lắm. Tối nó ngủ cả bay lên đây y như kiểu mà chim đại bàng á mọi người. Đó, ngủ phân bố dựa vào cái mấy cái gói nhánh me nè. Đó. Đây nè, đó, bây giờ là nó sẽ bắt đầu nó bay nha. Đó, mọi người xem nè. Đó, 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 nó chuẩn bị tìm chỗ lên đó mọi người. Đây 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 đây. Đây đây. Nó đang ngó ngó để nó tìm chỗ lên đó. À, nó chưa bay được á. Tầm giờ này là nó bắt đầu là nó lên nó tìm chỗ ngủ mọi người. Mỗi con là ngủ một cái chỗ cố định luôn, một cái nhánh cố định luôn. Hoặc là nó hay ngủ theo kiểu mà một chùm 4-5 con lắm. Đấy, lên rồi. Đó là gà trống già. Trời tối rồi mọi người à. Bây giờ Sang với mọi người sẽ leo lên cây nha. Nó đang ngủ ở phía ở trên đây nè mọi người. Để bây giờ Sang leo lên. Trời tối leo ở trên đây nè mọi người. Có thể là có rắn rít đồ trên đây nhiều lắm nha. Để mình lên đó. Mình đi mèn theo cái cây này. Đó, ở đây là một con này. Để Sang bật điện pin lên xong rồi cho mọi người xem. Nó nằm đó mọi người. Nhưng mà không phải con này là con gà mái già. Bây giờ mình bắt cái con hồi chiều Sang để ý nó nằm trên đây. Có thể là Sang ít nói nha. Tại vì để tập trung im lặng bắt nó. Nên là mọi người cùng xem nha. Anh Sang thì đứng ở dưới, có thể nếu mà bắt sảy thì nó bay xuống thì chụp luôn. Đây nè, Sang gọi một lần thôi nha, tại vì gọi nhiều quá nó sẽ chạy ra. Đây này, đó. Bây giờ mình leo lên đó mình bắt nha. Nếu nó nằm ở ngoài. Pha này hơi khó cho Sang với mọi người đó. Đó, nó nằm ở phía ngoài mọi người. Bây giờ Sang tắt điện rồi mọi người, để Sang bắt nó nha. Nếu mà bắt hụt á thì có anh ở dưới anh bắt luôn. Nát luôn một đứa con gì nữa. Tao không biết nó rồi giờ. Chợ đứa nó y lần nữa gà, y lần nữa. Đây là con gà Sang mới chụp nè mọi người. Mới nãy mọi người có thấy cái điện thoại Sang nó rớt từ độ cao mười mấy mét nè mọi người. Nó rớt xuống nè. Mà không có sao nha. Đó, bây giờ điện thoại nó vẫn còn quay được. Có nghĩa là còn đang video được cho mọi người xem là. Có nghĩa là điện thoại nó không có sao mọi người. Cũng rất là hên luôn. Tại vì điện thoại Sang nó có cái kính cường lực ở phía trước. Và cái ốp lưng rất là dày ở phía sau. Nên là nó rớt từ độ cao mười mấy mét xuống á mọi người. Nên là nó chỉ bị cái cường lực á mọi người, nó bị răng, nó bị nứt thôi mọi người. Mà cái màn hình ở phía trong này không sao. Còn bây giờ thì vẫn quay được cho mọi người xem nè. Đó mọi người
thấy Sang hy sinh vì nghệ thuật không? Tại vì mới nãy là Sang để cái điện thoại quay cho mọi người xem trong tối luôn á, Sang để ở trên cái nhánh me á, vô tình Sang chụp cái con gà này nè mọi người, đó, Sang chụp nó rung cái nhánh me và rớt xuống luôn mọi người, làm Sang thót tim với hồi hộp sợ cái điện thoại nó bể, không có cái video để cho mọi người xem, giống lại Sang thì cũng không có điều kiện để mua cái điện thoại mới á, nhưng mà giờ không sao rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ video giúp Sang nha, để Sang có nhiều động lực hơn nha. Mới nãy là hy sinh vì nghệ thuật luôn á, tại vì mới nay cũng không biết là điện thoại, Sang nghĩ là điện thoại nó có khả năng rớt mọi người, nhưng mà không sao vì làm một cái video ban đêm cho mọi người xem nên là Sang cũng phải ráng thôi. Đó, đây là con gà mọi người. Cái video về cái một ngày ở quê của Sang đến đây cũng kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã xem video rất nhiều. Mọi người nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này giúp Sang nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau. Bye.